trên nền nhạc và giọng hát của các ca sĩ biểu diễn trực tiếp trước đại nội Huế, lầu Ngũ Phụng được thắp sáng bằng những hình ảnh 3D siêu thực lung linh, kỳ ảo theo từng điệu nhạc. Phía dưới, hàng ngàn khán giả dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp cũng tạo ra khung cảnh rực rỡ hiếm thấy. Tối 12 tháng 12, hàng ngàn người đã có mặt trước cổng ngọ môn đại nội Huế để xem chương trình Huế by Light, The Live Show. Là điểm nhấn kết thúc chuỗi sự kiện tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế năm 2023 thuộc chương trình lễ hội mùa đông của Festival 4 mùa Huế 2023. Những phần trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc và 3D mapping hấp dẫn, vũ điệu sôi động đã khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Để tạo ra khung cảnh ảo diệu này, ban tổ chức đã sử dụng hệ máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens thắp sáng lầu Ngũ Phụng bằng những hình ảnh 2D và 3D siêu thực đồng bộ với âm nhạc, đưa khán giả đắm chìm trong thế giới âm thanh, ánh sáng đặc sắc, hòa trộn các biểu tượng của văn hóa Pháp và Việt Nam. Huế by Light, The Live Show là chương trình khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam. Hoạt động này do Đại sứ quán Pháp phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023 được diễn ra từ ngày 8 tháng 12, quy tụ nhiều tên tuổi của âm nhạc thế giới đương đại, các ngôi sao nhạc pop đến từ các nước châu Âu và nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam. Tuần lễ âm nhạc quốc tế để hướng đến sự kiện âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên Huế vào mùa đông, góp phần phát triển du lịch của địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn với các nghệ sĩ quốc tế. Thông điệp của chương trình là Huế, bản hòa tấu của thiên nhiên, phát triển bền vững. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.